Em xin kính chào cả đại gia đình nhà mình nhé. Xin chào cả nhà đang xem live. Hôm nay thì bên em có live trực tiếp và có quay qua một chút cái giò quế này thì cũng được rất là nhiều bác quan tâm đến và hỏi là muốn xem chi tiết cận cảnh cái giò quế tác phẩm Hòa Bình mà em có giới thiệu trên live, nó thực tế nhìn nó như thế nào. Thì hôm nay em đã làm cái video ngắn thôi để quay lên và giới thiệu đến các bác nhà mình một cái giò quế tháng 8 Hòa Bình với một cái bản lá và phải nói là nó siêu đẹp các bác ạ, siêu trâu, siêu đẹp luôn. Lá của nó đây chủ yếu là 5 cm và có những ngọn nó dài được khoảng tầm 1,5 m hoặc là 1,6 m rồi ạ. Đây, cái chất quế này thì em nghĩ là không thể nào mà chê được, các bác ngắm cái cổ lá giúp em nhé. Đó, so với những cái lá quế Hòa Bình cũng có cái kích thước nó khoảng tầm 5 cm thì cái cổ lá của nó cũng đã gọi là lá xếp rồi. Nhưng mà riêng cái giò này các bác ơi, các bác nhìn mình ngắm giúp em từng cái chất lá cho em, từ cái cổ lá cho em ạ. Phải nói là nó xếp, nó dày nhau, gọi là dày nhau, nó chồng chất lên nhau luôn các bác ạ. Đấy, bản lá này, cổ lá này nó rất là VIP cả nhà nhá. Nên là em cũng có một làm cái video, em nghĩ là cái giò quế tác phẩm như này mà thực ra là bán hay không bán thì mình cũng nên có một vài cái video về cái tác phẩm này để quay lên và để giới thiệu, và cũng như là để sau này mình ngắm lại, mình chiêm ngưỡng lại để mình có động lực mình nuôi cây, đúng không các bác? Giò này thực ra là hàng em đi sưu tầm chứ không phải là hàng em nuôi được. Bác này bác ấy treo trên một cái gốc nhãn, cây rất là to, và giò này bác cũng đã chia sẻ là bác ấy nuôi khoảng tầm vào 12-13 năm gì đấy. Đó, nhà em mình hiện tại đang đứng trên một cái, đây các bác nhà mình ngắm nhé, đang đứng trên một cái ghế như này để quay. Tại vì là ngọn nó thấp quá, nó chịt vào dưới gần dưới đất rồi nên là phải đứng như vậy để quay thì mới quay được hết cái tác phẩm giò này. Đó, giò này thì ghép trên một cái gốc nhãn, bác treo trên gốc nhãn nên là cũng có một vài cái thân đấy, một cái vài cái rễ là nó bám vào thân cây, là nó bám nhiều ấy, không phải một vài. Xong rồi khi mà mình thay cái giá thể mình nhấc ra ấy, là mình phải vạc hết một lượt cái lượt gỗ nhãn đấy ạ. Đó, với cái ngọn của nó thì rất là to và mập như này. Giò này được 12 ngọn to các bác ạ, em đếm sơ sơ là khoảng tầm 12 ngọn quế to, còn lại là những cái cây con kiểu là mẹ để con nhỏ nhỏ ở phía trên ngọn này này. Đó, một cái siêu tác phẩm các bác, em sẽ đứng xa hết cỡ để em quay các bác nhà mình ngắm được cái tác phẩm này. Và người nhà em mình đang đứng đằng sau để bê cái giò quế như này các bác ạ. Cái tác phẩm này phải xứng đáng là có rất nhiều người yêu. Không phải là 10 người yêu nữa mà hàng trăm người yêu luôn đấy. Em nghĩ là đi sưu tầm những cái giò này cực kỳ là hiếm các bác ạ. Nên là em cũng có một quay cái video này và em sẽ lưu lại một vài cái hình ảnh để sau này, cho dù có bán đi rồi hoặc là chưa bán, thì mình cũng có cái gọi là cái động lực để mỗi khi mà mình ngắm những cái tác phẩm này, mình có động lực mình nuôi cây, đúng không ạ? Thì nói chung là không nói dài và không nói lan man quá nhiều, thì em sẽ đi cụ thể vào cái giò này nhá. Giò quế Hòa Bình này thì hôm nay bác nào mình có nhu cầu gọi là có muốn sưu tầm gọi là những cái tác phẩm đẹp thì các bác nhà mình nhớ đến em nha. Giò này em chia sẻ các bác nhà mình giò quế siêu phẩm này với giá bằng 14.500.000. Em nghĩ là giò này nếu như mà đúng có những đại gia mà người ta chơi hoặc là người ta mua, người ta sẵn sàng bỏ ra có khi cả, hoặc là có những vườn nha, em đang nói là có những vườn đấy mà có một cái tác phẩm siêu phẩm đẹp như này, người ta có khi người ta bán cả vài chục triệu, 30 triệu, 40 triệu là chuyện bình thường. Tại vì những cái tác phẩm mà gọi là nó siêu đẹp thì nó vô giá lắm. Nhưng mà hàng này thì không phải hàng của nhà em nuôi, mà hàng này là hàng em đi sưu tầm về, nên là em sẽ bán qua tay một chút thôi. Vì như là mỗi một cái giò to này bọn em bán có lời một tí là em bán thôi, chứ em không có phải là mình giữ lại vườn, vì vườn nhà em cũng còn nuôi rất là nhiều nữa. Đó, nếu mà giữ ở vườn thì cũng không có chỗ nào mà treo vì nó quá là to, quá khổ các bác ạ, quá là to. Đó, bác nào mình có không gian rộng, bác nào mình muốn chiêm ngưỡng hoặc là mình sưu tầm những cái tác phẩm này, các bác liên hệ cho em gái nhá. Em báo giá lại một lần nữa, giò này hiện tại em đang chia sẻ các bác là mình ở đây là với giá bằng 14.500.000 cho cái tác phẩm này. 14 triệu nha, em xin mời cả nhà mình. Rồi ok chưa ạ? Các bác nhà mình mua hàng liên hệ theo số điện thoại bên em là 0385050491. Em xin cảm ơn và kính chúc các bác của em có một buổi xem live vui vẻ. Đó, mình cho em gái xin một cái bình phẩm ở dưới video các bác nhé. Các bác thấy cái giò này có chất lượng không ạ? Cái bác này bác ấy hơn 70 tuổi rồi bác nuôi, nhưng mà thực ra là vườn nhà bác đấy không có. Em trèo lên trên cái này để em quay. Vườn nhà bác này thì bác ấy treo gần như là không có phân thuốc cả nhà. Nó được ăn nắng nhiều. Bác chia sẻ là cái giống quế các bác nha, mình đừng có sợ treo cao ăn nắng nhiều mà nó bị thối, nó bị cháy lá đâu các bác ơi. Không có bị sợ bị cháy lá đâu các bác ạ. Mình cứ treo cho ăn nắng nhiều giúp em. Bác ơi, bác bảo là bác để tự nhiên không có lưới che đâu. Cái nắng nó ăn nắng rất là nhiều đấy. Đây các bác ngắm này.
Đó, thì đây là một cái kinh nghiệm cũng như là em cũng chưa bao giờ em nuôi được những cái giò quế mà nó như này. Bởi vì thực ra nhà em nuôi những cái giò quế cũng rất là to đẹp nhưng mà chỉ nuôi được khoảng tầm 1 năm, 2 năm em đã bán rồi. Cần tiền là bán ngay các bác ạ, chứ không để nuôi được lâu như này bao giờ. Ôi nhìn nó đẹp dã man cả nhà. Những cái ngọn quế này ngọn nào cũng xứng đáng là cả hơn 1 triệu, triệu 2 triệu, có những ngọn đẹp 2 triệu luôn. Đây cái chất lá đấy. Rồi em xin mời các bác nhé, em xin được dừng video ở đây. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. To, to dã man các bác ạ.